Khi mà vừa mới nghe được cả 2-3 nốt thôi là đã thấy cực kỳ thích bài hát này rồi. Cái dòng nhạc này thì Sara cũng rất là thích. Cảm giác là mình hát bài này sẽ rất hợp. Dạ, anh ơi, vợ anh đã thích rồi. Yeah. Thích thì đầu tư. Nếu như mà nhà sản xuất đã có lời như thế thì ban đầu sẽ đầu tư mức giá là 40 triệu. Và chẳng biết nơi mình đang đến, những giấc mơ trôi về đâu. Liệu chúng ta còn gặp nhau? Những tháng ngày hồn nhiên vun đắp giấc mơ bình yên, mong theo ta đi đến cuối đời. Vội vã như dòng đời xoay, chỉ muốn trong chăn ngủ say. Hạnh phúc đem đong đầy kho, được sống trong sự tự do, luôn vô tư không lắng lo. Mình từng mơ nhiều, mình từng mơ nhiều lắm. Đặt bút viết những khúc hát vu vơ, đi đâu ai cũng nhớ như thuộc thơ. Ôi cảm xúc thật vỡ oà. Mình từng mơ nhiều lắm, trong mơ không có ranh giới bao nhiêu. Suy tư ngây thơ không nghĩ chi nhiều, chẳng sợ bị chia rẽ. Nhiều lần không tin rằng mình từng quên, và chẳng biết nơi mình đang đến. Những giấc mơ trôi về đâu? Liệu chúng ta còn gặp nhau? Những tháng ngày hồn nhiên vun đắp giấc mơ bình yên, mong theo ta đi đến cuối đời. Đằng pháo tay này là 40 triệu đó. Chị nghĩ là trong thời gian này em đang bối rối, em nên để vòng sau tiếp đi. Tại vì không chỉ Sara đâu mà còn chị nữa. Tại vì hồi nãy khi mà em cất giọng lên thì thật sự là chị đang muốn để coi coi mọi người ai chốt để chị đu theo á. Và chị phải chặt banh hết. Để chị hốt em về. Ok. Dù là chị không có thể nào mà chị hát giống như em đâu, nhưng mà chị sẽ hú hà giống như nhạc bè cho em cũng được nữa. Với một cái dòng nhạc du dương như thế này thì chị đang rất là cần một nhạc sĩ viết về một cái bài hát cho công ty của chị. Cho nên chị nghĩ rằng là em nên từ từ, thụng thẳng. Chúng ta hãy thả hồn hết vào một cái bài hát để trọn vẹn bài hát. Và chị Sarah, nếu mà chị đầu tư thì Kim Anh cũng có thể đầu tư được vậy. Đúng không ạ? Yên tâm, còn Kim Anh. Mà hình như không còn chỉ mình Kim Anh đâu. Em thấy bức rứt trong người á, tại sao nãy giờ em đã ráng em im lặng dữ lắm rồi. Chờ tới phút cuối khi mà bạn đang bối rối em lên tiếng rồi, giờ tới anh chắc em là sao? Anh báo cho em một tin buồn hơn ý, là không phải anh ấy, mà là ngân hàng cơ. Cảm ơn anh Huy Tuấn, đúng rồi đấy ạ. Em cũng đang muốn tham gia cùng đấy ạ. Với cái đoạn ca khúc rất là ngắn của bạn thôi, nhưng mà tôi thấy rất là đắt và tôi rất thích hai cái câu này của bạn. Và tôi thấy là nó rất là gần gũi với cái thông điệp của ngân hàng, với cái thương hiệu VBank Prime của chúng tôi. Đấy là được sống trong sự tự do, luôn vô tư, không lắng lo. Rất mong chờ vào cái giai đoạn tiếp theo để được nghe full bài hát của bạn. Với cái sự mong chờ đấy thì ngân hàng xin đầu tư cho bạn 50 triệu. Tôi xin cảm ơn rất nhiều. Chú thực thì em dùng VPBank cũng được hơn 5 năm rồi. Em là một khách hàng trung thành. Ngân hàng thì không có gì ngoài tiền hết, đúng không ạ? Còn Kim Anh thì không có gì ngoài vàng hết. Nhưng mà thật sự ra thì lúc nãy Kim Anh cũng có nói chuyện với chị Hạnh là sự vàng của Kim Anh thì bị ăn trộm lấy rồi. Cho nên là chị Hạnh đã đầu tư 50 triệu thì Kim Anh cũng xin thêm 20 triệu, nó là 70 triệu tặng bạn. Nhưng mà em ơi, mặc dù là ngân hàng có tiền, chị Kim Anh có vàng, nhưng mà em phải chắc chắn là khi mà sản phẩm của em làm ra, nó là phải chất lượng và phải hợp với giọng hát và người thể hiện, nó rất là quan trọng. Thế nào thì chị cũng thêm 20 triệu nữa. Hỏi chưa? Thương em lắm.
quyết định mang tính cảm xúc chưa chắc đã chính xác. Bạn có muốn dành thêm nhiều thời gian hay không? Hay là mình chốt luôn? Lúc nãy thì em đã rất khó xử. À, cho đến bây giờ thì em còn khó xử hơn rất nhiều. Nếu mà được hợp tác với cả chị Sarah và anh Dương Khắc Linh thì rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Em sẽ đồng ý với cả cái view đó. Xin được chúc mừng ca sĩ Sarah Lu và anh Dương Khắc Linh ạ. À. Vợ anh đầu tư nha, anh chỉ có làm nhạc thôi. Ủa gì vậy? À, vậy là không liên quan vào mặt tài chính cho ông điều này đúng không ạ? Vợ có nhà tiền em độc lập kinh tế chứ ạ. VP Bank Startup Ram hoàn tiền đến 15% mua sắm online, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.